Thưa quý vị, để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, Giám đốc Công an tỉnh Long An đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với những nơi tập trung đông người. Theo đó, từ nay cho đến ngày 15 tháng 11 2023, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và công an các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh kiểm tra các nội dung theo quy định trong luật phòng cháy chữa cháy và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy chữa cháy, các văn bản dưới luật hướng dẫn thi hành, các quy chuẩn tại các địa điểm tập trung đông người như các loại hình cơ sở là nhà trẻ, trường mẫu giáo, mầm non, nhóm trẻ dân lập, tư thục, bệnh viện, phòng khám tư nhân, trung tâm hội nghị, tổ chức sự kiện, nhà hàng, khách sạn, karaoke. Việc mà kiểm tra phòng cháy các cơ sở thì luôn được cảnh sát phòng cháy duy trì, phối hợp chỉ đạo công an các huyện, các xã kiểm tra chặt chẽ các cơ sở để từ đó giúp cho người đứng đầu các cơ sở thực hiện trách nhiệm phòng cháy cháy, đặc biệt là giúp cho người đứng đầu cơ sở biết các cái giải pháp phòng cháy cơ bản và các biện pháp cháy cơ bản. Đợt kiểm tra nhằm triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng kiên quyết xử lý nghiêm, tạm đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không chấp hành các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.